Tiếp nối kỳ 2 về gen và sự biểu hiện gen, kỳ 3 của chúng ta hôm nay sẽ cho thấy một bức tranh rõ hơn về biểu hiện sức khỏe, phản ánh sự hoạt động của các gen. Chúng ta thường nghĩ rằng cấu trúc các gen của chúng ta sẽ quyết định cuộc đời của mình và không có điều gì có thể thay đổi được định mệnh ấy. Tuy nhiên, những nghiên cứu về quy tắc và cơ chế điều hòa sự hoạt động của các gen, quá trình các gốc metin hình thành, quyết định hoạt hóa hay bất hoạt sự biểu hiện gen, các epigenetic do tác động của điều kiện sống đã chứng minh rằng cuộc đời của chúng ta phản ánh sự hoạt động của gen của chúng ta. Lão hóa là những biểu hiện suy giảm về sức khỏe bên trong lẫn vẻ đẹp bên ngoài, và những biểu hiện tiêu cực này chính là sự biểu hiện tiêu cực của các gen liên quan. Chúng ta muốn làm chậm quá trình lão hóa, nghĩa là chúng ta cần tạo điều kiện để các gen hoạt động tích cực hơn. Ví dụ, nắng, tia UV, gió, ô nhiễm sẽ tác động đến hoạt động các gen liên quan đến sức khỏe làn da, suy giảm đề kháng, nhiễm lạnh, virus gây ra cảm sốt. Nếu liên tục xảy ra, nghĩa là sự hoạt động của gen đang bị tác động xấu. Stress từ công việc, từ cuộc sống, về vấn đề tài chính làm suy giảm chất lượng biểu hiện gen, và đặc biệt là sự thiếu dinh dưỡng do tiêu thụ thực phẩm chứa calorie rỗng, thiếu dinh dưỡng protein, omega, thiếu dinh dưỡng vi lượng thiết yếu, tác động xấu đến sự hoạt động của các gen, gây ra sự rối loạn chuyển hóa, dẫn đến thừa cân, dư mỡ, giảm sút về sức khỏe và thể chất. Sự hoạt hóa gen và epigenetic thông qua các yếu tố lành mạnh sẽ giúp cải thiện sức khỏe và tuổi thọ. Ví dụ như tập thể dục một cách điều độ và phù hợp với thể trạng, chế độ dinh dưỡng khoa học hợp lý, hướng tới môi trường tự nhiên trong lành và rèn luyện một sức khỏe tinh thần an lạc. Từ đó sẽ kích hoạt các cơ chế chống sinh viêm, hệ thống chống oxy hóa và ngăn ngừa những đột biến xảy ra. Tất cả các yếu tố về môi trường, dinh dưỡng và các phương pháp trị liệu sẽ tác động cơ thể, và cơ thể chúng ta sẽ hoạt động như một hệ thống tích hợp để có những đáp ứng bên trong tế bào về thay đổi DNA, về sự biểu hiện gen lẫn sự hoạt động hiệu quả của các phân tử nhỏ khác. Chính vì vậy, yếu tố epigenetics trong cuộc đời mỗi người liên tục linh hoạt chuyển biến, có thể tích cực lên hoặc cũng có thể xấu đi, tùy thuộc vào sự nuôi dưỡng cơ thể chúng ta qua từng giai đoạn. Cụ thể là trước khi thụ thai, một vài epigenetic từ cha mẹ có thể sẽ chuyển sang con cái. Khi hình thành phôi thai, các tế bào phát triển chức năng chuyên biệt và định hình các epigenetics. Tuy nhiên, trong giai đoạn sơ sinh và ấu nhi, các epigenetics linh hoạt chuyển biến trong giai đoạn sớm của tăng trưởng, phụ thuộc rất nhiều vào môi trường và dinh dưỡng. Vào giai đoạn thiếu niên và thanh thiếu niên, điều kiện sống sẽ dần xác định các epigenetics được di truyền lại cho những thế hệ tương lai. Cuối cùng, khi bắt đầu trưởng thành và những năm tháng về sau, một chế độ dinh dưỡng tối ưu, chuyên biệt sẽ mang tính chất quyết định, cho phép cơ chế epigenetic ngăn cản hoặc trì hoãn các vấn đề sức khỏe và cải thiện đời sống. Do đó, chính bản thân chúng ta có thể tự quyết định mức độ biểu hiện gen của mình. Không phải các gen đều hoạt động cùng lúc, các gen khác nhau, tùy theo điều kiện môi trường khác nhau, sẽ biểu hiện hoặc im lặng tương ứng. Một lối sống lành mạnh, chủ động để trì hoãn và ngăn cản các bệnh lý thường gọi là do cơ địa, chủ động nâng cao sức khỏe, vóc dáng, thể chất để cải thiện các tình trạng được xem là mang tính di truyền gia đình, hoặc lối sống dễ dãi với bản thân, với những thói quen không tốt và để lại những epigenetic tiêu cực di truyền cho các thế hệ con cháu. Tất cả đều tùy thuộc vào quyết định của từng người trong chúng ta. Chúng ta hãy cùng xem một ví dụ thực tế về sự lão hóa do lối sống gây ra và sự linh hoạt thay đổi của các epigenetics. Đây là nam diễn viên Macaulay Culkin. Dễ dàng nhận ra được đây là nhân vật rất nổi tiếng với vai diễn Ở nhà một mình, Home Alone, đúng không ạ? Anh sinh năm 1980, là một ngôi sao tỏa sáng từ khi còn rất bé. Cũng chính vì ánh hào quang tới quá sớm đã khiến anh dễ dàng sa lầy vào con đường ăn chơi, hút chít, nghiện rượu, ma túy. Khi bước vào lứa tuổi thanh niên, do cơ thể gánh chịu tác hại từ những điều ấy, khiến sức khỏe anh suy yếu, thể trạng già nua trước tuổi. Mặc dù lúc này anh chỉ khoảng tầm 30, nhưng nhìn anh trông như đã ngoài 50. Sau đó anh quyết tâm làm lại cuộc đời, tạo dựng một lối sống lành mạnh hơn, nuôi dưỡng cơ thể và tránh xa các thú vui nguy hại, và anh đã dần hồi phục.
Đây chính là hình ảnh minh chứng cho thấy sự biểu hiện gen trẻ giúp cho chúng ta có thể lấy lại tuổi thanh xuân của mình. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã chú ý theo dõi, hy vọng sẽ hữu ích cho mọi người. Nếu thấy hay hãy like và share ngay liền tay và đừng quên subscribe trên YouTube của Nu Skin Việt Nam nhé. Hẹn gặp lại vào kỳ 4, giới thiệu sản phẩm Wiseband. Xin chào và tạm biệt. Yeah.